Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Trường Đại học Bách khoa Thành phố tổ chức hội thảo về hệ thống cơ sở dữ liệu và khung kiến trúc ngành giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 200 chuyên gia, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung ngành giao thông vận tải và nêu các giải pháp xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu chung, đảm bảo tất cả dữ liệu từ các hệ thống khác nhau đều có thể tương thích và tích hợp vào hệ thống quản lý chung. Cùng với đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data để phân tích dự báo tình hình giao thông, từ đó đưa ra các giải pháp điều hành giao thông hiệu quả. Các đại biểu cũng đã chia sẻ về thiết lập khung kiến trúc giao thông vận tải hiện đại dựa trên các nguyên tắc công nghệ thông tin tiên tiến để tạo ra một hệ thống giao thông vận tải thông minh, kết nối và đồng bộ, tăng cường khả năng quản lý và điều hành giao thông của các cơ quan chức năng, nâng cao hiệu quả trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông, quản lý hạ tầng và nâng cao an toàn giao thông. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nêu ra những thách thức lớn đối với việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu và khung kiến trúc ngành giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, như dữ liệu giao thông vận tải được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thiếu đồng bộ, thiếu nguồn lực kỹ thuật và sự liên kết giữa các ngành, gây khó khăn trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu.